Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường hướng vào nội đô Hà Nội ùn tắc giờ cao điểm. Bệnh đau mắt đỏ tiếp tục tăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý điều trị tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chủ chung cư mini, nhà trọ không làm chuồng cọp. Cảnh báo chiêu trò mở tài khoản ngân hàng theo tên, ngày sinh trên mạng xã hội. Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tông chết người rồi bỏ chạy tại Thanh Hóa. Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống ở Hưng Yên. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội sẽ đạt tình trạng ùn tắc do mưa lớn kéo dài từ khoảng 5 giờ sáng. Xe cộ ở một số tuyến đường ùn ứ kéo dài các cây số, khiến cho nhiều người đến công sở lớp học bị muộn giờ. Ghi nhận tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơn mưa lớn đã kéo dài gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nhiều người dân bị muộn làm đành leo lên vỉa hè thoát khỏi cảnh tắc đường. Tại nút giao Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện chờ đến nhịp đèn đỏ thứ hai vẫn không thể di chuyển. Lực lượng chức năng phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông tại khu vực. Cơn mưa xối xả vào đầu giờ đi làm sáng nay khiến cho nhiều tuyến đường của Hà Nội lâm vào cảnh tắc đường hàng giờ. Ở một số ngã tư, đèn giao thông không có ý nghĩa gì vì không phương tiện nào chịu nhường nhau. Xe máy dù luồn lách cơ động cũng phải đứng chôn chân dưới trời mưa vì tình trạng giao thông đang trong cảnh không lối thoát. Hiển thị tình trạng giao thông trên Google Maps, nhiều tuyến đường của Hà Nội vào khoảng 8 giờ sáng nay vẫn một màu đỏ vì tình trạng tắc đường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa với tình huống mưa lũ sạt lở. Cụ thể, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của cơ quan chức năng, tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Phối hợp với các sở ngành liên quan, chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các tuyến đường giao thông thực hiện kiểm tra xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu, thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ, huy động mọi nguồn lực để ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai. Thông tin từ Văn phòng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, mưa lũ đã làm 5 người chết, 4 người mất tích và 5 người bị thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ước giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế là trên 255 tỷ đồng, trong đó riêng thị xã Sapa là khoảng 250 tỷ đồng. Tại tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày qua, cây cầu tràn ngay dưới chân cầu treo Suối Mây của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa diễn ra cảnh nhiều trẻ em nơi đây tắm sông hết sức nguy hiểm. Cứ vào mỗi buổi chiều, tại dải kè đá gần cầu treo Suối Mây thuộc thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều em nhỏ rủ nhau leo xuống dải kè đá để nhảy xuống sông, sau đó thả mình trôi theo dòng nước để leo lên cây cầu tràn. Tại đây, dù cây cầu tràn đã bị chìm dưới dòng nước chảy xiết, các em vẫn vừa tắm vừa đùa giỡn. Nhiều em leo đứng lên các cọc lan can của cầu tràn, thay nhau nhảy, lộn người xuống nước. Có em bị dòng chảy cuốn trôi xuống chân cầu tràn. Tình trạng các em nhỏ tắm sông như thế này rất nguy hiểm. Các bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em để đề phòng rủi ro tai nạn. Chuyển sang ghi nhận về y tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với thời điểm tựu trường, các bệnh viện liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca trẻ bị đau mắt đỏ và có nguy cơ lây lan thành dịch. Theo Sở Y tế thành phố, từ ngày 1 tháng 9 cho đến nay thì số lượt khám chữa bệnh đau mắt đỏ tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh là 5.039 ca, tăng 96,5% so với 10 ngày trước đó. Những ngày này, tại khoa mắt bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 bệnh nhân đến thăm khám, có 70% bị đau mắt đỏ, trong đó đa phần là trẻ em từ 4 đến 8 tuổi. Theo các bác sĩ, con số này sẽ còn tiếp tục tăng. Các trường hợp bị đau mắt đỏ đều có triệu chứng giống nhau như đôi mắt sưng, đỏ và liên tục đổ gàng.
Kèm theo đó là sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan qua nhiều đường do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mắt thông qua khăn rửa mặt, quần áo, nước bể bơi, sử dụng đồ cá nhân chung với người bệnh hoặc lây qua tai của người đã mắc bệnh. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, khói bụi, kèm theo những đợt mưa dông mùa hè là những yếu tố gia tăng bệnh đau mắt đỏ. Đa phần trẻ bị viêm kết mạc đều nhanh khỏi sau khi được điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng nếu không được điều trị hoặc điều trị trễ thì có thể gây ra biến chứng viêm loét giác mạc, ảnh hưởng nhiều đến thị lực. Những loại thuốc trong những trường hợp đỏ mắt có những loại thuốc không được dùng. Thì nói chung mình dùng thuốc mấy trường hợp đỏ mắt mình phải đi khám chuyên khoa để dùng đúng cái chỉ định của bác. Để bảo vệ sức khỏe của gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, các bác sĩ khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ dùng, vật dụng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt không tự ý điều trị và sử dụng những phương pháp dân gian như xông nước thuốc, nhỏ chanh, đắp lá nha đam hay đắp lá trầu không để điều trị đau mắt đỏ có thể khiến mắt sưng phù, bỏng. Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cần đi khám chuyên khoa mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Đêm 12 tháng 9, vụ cháy chung cư mini nằm sâu trong ngõ Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã gây ra thiệt hại rất lớn, đặc biệt là về người. Tính đến tối ngày hôm qua, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, trong đó 29 nạn nhân là học sinh và 37 người bị thương. Thành phố Hà Nội hỗ trợ người lao động tử vong là 10 triệu đồng một trường hợp, hỗ trợ người lao động bị thương 5 triệu đồng một trường hợp. Hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên, người lao động bị tử vong là 5 triệu đồng một trường hợp và hỗ trợ đối với người thân của đoàn viên, người lao động bị thương 3 triệu đồng một trường hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và tiếp tục điều tra vụ việc. Sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố. Theo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn các thành phố lớn nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có số lượng người lao động, học sinh, sinh viên tập trung về làm việc, học tập cao. Vì thế nhu cầu thuê trọ tại các khu nhà cho thuê chung cư mini phổ biến. Tuy nhiên, loại hình nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini tương đối nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ cao. Nhiều nhà nằm trong các hẻm sâu, hẹp, không đảm bảo về lối thoát nạn. Thường nhiều người ở trong một phòng, ăn, ngủ, sinh hoạt, nấu nướng trong không gian hẹp, chứa nhiều vật dụng gia đình dễ bắt cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chủ chung cư mini, nhà trọ cần phải kiểm tra định kỳ, đảm bảo hệ thống điện trong phòng trọ chung cư mini được lắp đặt sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục ngay những nguy cơ mất an toàn về điện. Và đặc biệt lưu ý là chủ chung cư mini, nhà trọ phải đảm bảo có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ, không lắp đặt chuồng cọp, bích lối thoát nạn. Lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Với nhiều người, tên và số tài khoản ngân hàng thường dài và khó nhớ. Vì vậy, họ thường đặt tên tài khoản ngân hàng theo biệt danh, tên gọi yêu thích hay là sở hữu số tài khoản giống với số điện thoại hoặc là một dãy số yêu thích nào đó. Nắm được tâm lý này, các hội nhóm hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng theo tên ngày sinh trên mạng xã hội liên tục xuất hiện. Tuy nhiên điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là nguy cơ bị lừa đảo rất là cao, để lại hậu quả lớn. Vậy thì cụ thể thủ đoạn này ra sao và cần phải làm gì để phòng tránh? Mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây để tìm hiểu rõ hơn. Sở hữu một chiếc thẻ ngân hàng theo tên, ngày sinh được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, nhiều người do bận công việc, có người cũng ngại đến ngân hàng để làm thủ tục. Chính vì vậy, nhiều người đã thuê các dịch vụ hỗ trợ trên mạng xã hội để có thể sở hữu những tài khoản như ý và nhanh chóng.
Khi thử tìm kiếm dịch vụ mở tài khoản ngân hàng theo tên, ngày sinh trên mạng xã hội, sẽ có rất nhiều hội nhóm nhận làm việc này. Chỉ cần cung cấp tên, ảnh chụp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hai mặt và số điện thoại là được đáp ứng ngay. Tuy nhiên, nếu bất cẩn có thể dẫn đến những rủi ro khi bị kẻ gian làm giả tài khoản ngân hàng có họ tên giống như vậy để sử dụng cho mục đích xấu. Bên cạnh đó, việc cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân tiềm ẩn rất nhiều lỗ hổng về bảo mật, dẫn đến nguy cơ bị làm giả giấy tờ, vay nợ và bị hack tài khoản mạng xã hội. Rất nhiều thông tin quảng cáo mở tài khoản tiện lợi bằng cách chỉ cần gửi chứng minh nhân dân hoặc là số điện thoại thì có thể mở được tài khoản. Cái thông tin này cũng có thể đến từ những cái đối tượng lừa đảo, người ta muốn lấy cái thông tin cá nhân của bạn để thực hiện cho những hành vi phạm pháp. Ví dụ chúng ta có thể kể ra đó là khi bạn để hiện nay thì chúng ta dễ dàng vay tín dụng từ việc là cung cấp hình ảnh của chứng minh nhân dân hoặc là số điện thoại cho cái bên cho vay. Vậy thì tín dụng đen người ta sẽ lợi dụng vào việc này, khi có được cái chứng minh nhân dân và số điện thoại của bạn, người ta sẽ giải ngân số tiền và người thực sự nhận được số tiền này không phải là bạn mà là một người khác. Nhưng khi không trả được nợ thì số điện thoại của bạn sẽ trở thành số điện thoại của người ta làm việc và đòi tiền, vì thế bạn sẽ bị làm phiền không chỉ bản thân mình mà còn người thân của mình nữa. Mới đây, chị LTB ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này. Tiền phí mở thẻ đã chuyển khoản nhưng thẻ ATM chẳng thấy đâu, bên kia lại không liên lạc được. Giờ điều mà chị lo nhất là việc đối tượng lừa đảo sẽ làm gì với những thông tin mà chị đã cung cấp để mở thẻ. Họ giới thiệu với mình họ là một cái nhóm chuyên mà hỗ trợ mở thẻ online. Thì mình thấy là phí có 100.000 nên là mình cũng nhờ họ mở cho nhanh. Thì là mình chỉ cần là cung cấp những cái thông tin như là số chứng minh nhân dân, ngày sinh, rồi cũng như họ tên. Thì họ nói là khoảng 1-2 ngày thì mình có thể nhận thẻ ngay. Nhưng mà khi mà mình đã đóng phí được 1-2 tháng rồi nhưng mà mình chẳng thấy thẻ gì cả, thì bây giờ thật sự là mình rất là phập phồng lo sợ, là không biết là những cái thông tin mà quan trọng mà mình đã cung cấp cho họ thì họ không biết là họ có làm những cái việc gì xấu đối với những cái thông tin đó hay không nữa. Hiện nay, các ngân hàng cho phép khách hàng mở tài khoản từ xa theo phương thức định danh điện tử mà không cần phải đến quầy giao dịch. Vì thế, người dân có thể đăng ký mở thẻ theo sở thích trên các kênh chính thống của các ngân hàng để tránh bị lừa. Tuy nhiên, khi sử dụng phương thức mở tài khoản từ xa, người dân nên đặc biệt quan tâm đến tính bảo mật, an toàn. Việc mà cung cấp và phát hành thẻ tài khoản ngân hàng thì nó tuân theo những cái bước sau. Thứ nhất đó là phải thu thập thông tin, số liệu cá nhân để trước khi ký một cái hợp đồng mà liên quan đến việc sử dụng thẻ, phát hành thẻ đó. Vấn đề thứ hai là phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Vấn đề thứ ba là cảnh báo cho khách hàng biết những cái điều không được thực hiện trong quá trình sử dụng thẻ. Nếu có những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề tài khoản ngân hàng, mở thẻ ngân hàng hoặc là những giao dịch mà liên quan đến tài chính ngân hàng, tốt nhất mình trực tiếp đến ngân hàng, tổ chức mà mình cần liên hệ để mình làm việc trực tiếp với họ, tránh sử dụng cái dịch vụ bên thứ ba. Rất là nguy hiểm. Người dân muốn mở tài khoản ngân hàng, thực ra bây giờ chúng ta không cần phải đến ngân hàng nữa, mà chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà cùng với một chiếc điện thoại smartphone thì chúng ta có thể đăng nhập vào hệ thống của ngân hàng, đăng ký mở tài khoản theo tên, theo ngày tháng năm sinh, theo số điện thoại, thậm chí là gán nickname cho cái tài khoản mà mình đã tồn tại trước để chúng ta yêu cầu mở. Và chúng ta có thể xác thực điện tử bằng việc là quay cái camera của điện thoại và cái khuôn mặt của mình để định danh. Còn trường hợp nữa là mình không biết sử dụng công nghệ, cũng không có điện thoại smartphone thì nên đến ngân hàng kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của mình để phía bên ngân hàng sẽ tiến hành mở cho chúng ta. Và chắc chắn rằng bên ngân hàng sẽ bảo mật thông tin của khách hàng. Như vậy, người dân chỉ nên thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đối với các tài khoản công khai dùng để giao dịch online, cần hạn chế số tiền dư quá lớn, tránh các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn tông chết người rồi bỏ chạy tại Thanh Hóa. Trở về nước cùng chiếc cúp du lịch Vietcombank,
Caroomba băng thế giới 2023, cầu thủ Phương Dinh được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống ở Hưng Yên, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe đạp điện làm cho một người tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô có nồng độ cồn và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Nạn nhân là chị NTH, 42 tuổi, trú tại xã Quảng Đồng, huyện Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9, chị H điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ theo hướng từ huyện Quảng Hóa đi thành phố Thanh Hóa thì bị ô tô mang biển kiểm soát 36A75926 do Lê Văn Thọ, 28 tuổi, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa điều khiển đi phía sau cùng chiều đâm da vào xe đạp. Hậu quả là chị H tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế Thọ điều khiển xe bỏ chạy kéo lê xe đạp điện khoảng 5 km thì bị người dân chặn lại báo cho công an. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Thọ vi phạm nồng độ cồn. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Sáng nay, công an huyện Cư Quyên tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Anh, 24 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khi NVG, 37 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên điều khiển xe máy trên đường nội thôn 2, xã Ea Tiêu để về nhà thì phát hiện HBT, 20 tuổi, trú cùng xã điều khiển xe máy đi ngược chiều. Thấy T chạy xe nhanh nên G nhắc nhở chạy chậm lại. Nghe vậy, T liền dừng xe lại rồi giữa hai người xảy ra cự cãi với nhau. Một lúc sau, T lao vào dùng tay đánh trúng mặt và đầu của G. Sau khi được mọi người can ngăn thì hai người dừng lại rồi đi về. Tuy nhiên, do bức xúc chuyện mình bị đánh, nên sau đó, G đã nhờ một người bạn chở đến nhà T để giải quyết mâu thuẫn. Biết chuyện, Nguyễn Thế Anh là em cột chèo với G cũng đi theo. Khi gặp T, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Thế Anh chạy đến can ngăn thì bị T dùng tay đánh vào vùng đầu. Bức xúc vì bị đánh, Thế Anh đã lấy dao đâm T gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 54%. Công an huyện Cư Quyên đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh về hành vi giết người. Thưa quý vị, trước thông tin lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn ngừng giải quyết thủ tục xuất khẩu một số mặt hàng nông sản qua quả tươi qua địa bàn, đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết các cửa khẩu vẫn hoạt động bình thường. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, không có hiện tượng ách tắc hàng hóa. Lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu vẫn luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho xuất khẩu các loại mặt hàng. Tại Lạng Sơn, hiện có 6 cửa khẩu đang duy trì diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là hai cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động nhất. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thông quan trong ngày 12 tháng 9 năm 2023 là 1.230 xe, trong đó riêng số phương tiện có hàng xuất khẩu là 439 xe, gồm 376 xe qua quả, 63 xe hàng khác. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Tại dự thảo này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định rõ các phương pháp tính toán số km xe chạy, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Việc truyền dữ liệu được tính toán xác định theo một phương pháp thống nhất trên máy chủ đơn vị kinh doanh vận tải, máy chủ dịch vụ và máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Cùng với đó, dự thảo thông tư cũng bổ sung cách tính toán thời gian lái xe. Cụ thể, thời gian lái xe của một người lái xe được xác định kể từ khi người lái xe bắt đầu điều khiển phương tiện, xe bắt đầu chạy đến khi xe dừng đổ trên 5 phút, áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi. Trên 15 phút, áp dụng đối với các loại xe còn lại hoặc khi thay đổi lái xe. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày làm việc của người lái xe được tính từ 0 giờ cho đến 24 giờ. Thời gian làm việc của lái xe trong ngày được xác định vượt quá quy định khi tổng thời gian lái xe vượt quá 10 giờ. Thưa quý vị, trên lĩnh vực giáo dục, nhiều trường đại học đang tiếp tục xét tuyển bổ sung năm 2023. Đây là cơ hội để thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học yêu thích. Trong đó, trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung năm 2023 theo hai phương thức, gồm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đạt 21 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển,
điểm thi tiếng Anh, Pháp, Nhật từ 6 trở lên, có tổng điểm quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5. Kết hợp điểm thi hai môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 23 điểm. Nhiều trường khác như là trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Mỏ Địa chất, trường Đại học Kiểm soát Hà Nội, trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo xét tuyển bổ sung. Gần đến Tết Trung thu, người dân ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương lại bước vào mùa thu hoạch bưởi đào. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Theo thương lái ở xã Thanh Hồng, giá bán tại vườn đối với bưởi đào loại ngon là 15.000 đồng một trái, loại trung bình là 10.000 đồng một trái. Nét mới năm nay là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Hồng đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Nam Vũ để bao tiêu bưởi đào. Ngoài ra, bưởi đào được tiêu thụ thuận lợi ở các tỉnh, thành phố như là Hải Phòng, Quảng Ninh. Trước đó, nhiều thương lái trong xã và các xã lân cận đã đặt cọc mua cả vườn bưởi. Xã Thanh Hồng hiện có 130 hecta bưởi đào, trong đó có 40 hecta đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 15 hecta Global Gáp, sản lượng đạt khoảng 2.100 tấn, tăng 200 tấn so với năm ngoái. Làng Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên được mệnh danh là thủ phủ của đồ chơi trung thu truyền thống. Mỗi năm cứ đến dịp trung thu, người dân nơi đây lại tất bật sản xuất những món đồ chơi vốn đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.